Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 16 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ đêm 16 đến 18 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở khu vực vùng núi. Từ khoảng đêm 18 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận từ 16 tháng 8 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng ở miền Trung sẽ kéo dài hơn dự báo do hoạt động của áp thấp nóng có cường độ mạnh chi phối thời tiết khu vực những ngày tới. Trong đó, phía tây của Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có mưa dông vào các buổi chiều, mưa dông lớn vào chiều 16 và 17 tháng 8. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 16 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.